Siêu thị điện máy Pico xin chào các bạn. Laptop HP P15EG0509TU có một thiết kế đầy thanh lịch và không kém phần sang trọng. Laptop có kiểu dáng thanh mảnh, tinh tế với những đường bò cong mềm mại. Phần viền màn hình thu hẹp đến mức tối đa, giúp cho kích thước tổng thể của máy vô cùng nhỏ gọn, mang đến tính di động tối ưu. Mặc dù đây là mẫu laptop 15,6 inch, nhưng vẫn rất nhẹ nhàng để bạn mang đi bất cứ đâu. Laptop HP P15EG0509TU được trang bị cấu hình không chỉ mạnh mà còn là mới nhất khi đặt cạnh các đối thủ trong tầm giá. Máy được trang bị bộ vi xử lý Intel Core i3-1125G4, bộ nhớ đệm 8MB lên đến 3.70GHz, 4GB RAM, ổ cứng 52GB, giúp chạy mượt mà các tác vụ. Các đồ họa tích hợp Intel Iris Graphics, hỗ trợ tốt nhu cầu xem phim, chơi game. Bàn phím laptop có kích thước lớn, rộng rãi và được bố trí với khoảng cách hợp lý. Bạn sẽ có những thao tác nhập liệu nhanh chóng và chính xác nhất. Ngoài ra, khu vực bàn phím nằm lock riêng biệt, bạn có thể nhập liệu nhanh hơn khi làm việc với các bảng tính. Đặc biệt, máy được trang bị đầy đủ các cổng kết nối chuẩn hiện nay như cổng USB Type-C, cổng USB 3.0, khe cắm thẻ nhớ SD, cổng HDMI và cổng hỗ trợ audio jack. Ngoài kết nối bằng cổng, HP P15EG0509TU còn hỗ trợ kết nối bằng Bluetooth 5.0 và chuẩn Wi-Fi 802.11ac, đảm bảo cho quá trình trao đổi thông tin của các thiết bị được diễn ra hiệu quả, nhanh chóng. Laptop HP sử dụng viên pin 3 cell với công nghệ tiết kiệm năng lượng cho thời gian sử dụng lâu dài, giúp bạn thoải mái sử dụng cả ngày dài không sợ hết pin, phục vụ tối đa nhu cầu giải trí và làm việc của bạn.